trong kinh doanh được sử dụng một cách chính đáng. Hãy ngủ lên. Rồi ơi. Ok, hello tất cả anh em nhá. Chào anh em quay trở lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ làm clip về ngày 2 tự game run đang rất hot hiện nay. Rồi, giờ mình ngoài tự game đầu tiên luôn. Đây rồi, ông ăn đánh bót luôn. Rồi xong, xong nhiên rồi. Thì con giòm nhện bắt đi rồi. Rồi, khô máu nó luôn. To thế. Đặt thế nào? Rau dưa này. Tháng 22 nhưng nhiều lần rồi. Các bạn không phải lo. Yên tâm ấy. Úi dồi, cho lắm đáp bắp cải vậy. Không cần quan tâm cái tính thẩm mỹ gì hết. Đáp thôi. Nào đáp đi. Con dừa hôi đam cực kìa mạnh lên nhau ạ. Để tiếp lắm. Cái nào như vậy cứ hai lượt nó sẽ ăn. Nói chung là cũng trông mày ăn được tô. Nào. Mày nhổ đi đây. Rồi. Nó thổi lửa bạn. Châu. Nè, chân bị vỡ này. Ra về, ra mạnh lên. Úi dồi ôi. Bắt cái gì xong. Mày.
tròn. Skill ra gì mà đi lỏ đây? Skill cũng tốt đây. Cũng kinh đây. Giờ nó cho ra con ngủ. Này Spider-Man à? Con nhẹ. Úi trời ơi, nó bị gì? Nó lấy mất rồi. Ê lều rồi. Nhờ cầm cửa với tao. Vớ va vớ vẩn cầm cửa ấy. Chết. Quá là nó dư rồi. Thế nào? Như này thì ok luôn. Oh shit. Vậy là nguyên hàng của mình đã đi về cắt bụi rồi. Cho quả ớt. Tiếp tục nở ớt. Tiếp tục nở ớt. Và tiếp tục nở ớt. Oh shit. Nở ớt. Nó vẫn là ớt. Mày có. Úi dồi ôi, cái này bắt đầu tạm mang được rồi đấy. Nhân. Cái gì ra cái gì. Chuyên nghiệp của khác trộn cho khi chết. Vẫn hack được, nhanh thật đây các bạn ạ. Nào, cái gì? Băng này thì băng này. Vớ vẩn, vớ vẩn. Úi giời, chả mặt. Con sâu dưa này. Không mày. Chết. Oh shit. Alo, 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 alo yếu. Sắp dụng ngồi đây à, sắp dụng rồi bạn. Sắp hẹo rồi. Sắp gãy rồi. Mình chưa đẳng cấp quá. Bot nó không làm gì được. Đi lều rồi vẫn hack được. Con lợn hack. Vẫn hack được bạn. Nhanh thật. Mất ngay, quả đánh nhanh như lắm. Hả? Ngay. Bót cái tàu, vậy. Là dòng dưa đâu rồi. Gãy ngay. Kém quá, kém quá. Vừa ra được quả cầu lửa, cái đã gãy rồi. Úi giời ơi.
Ok, you win, no more eating rain for earth. Như vậy phá đảng. Thì con nhờ Survival. Đây này em lét. Chuyện này đây. Úi giời, đồng ý nhờ. Để chơi cái Survival nha. Trên tay nhỉ. Bây giờ mới nhận ra bạn là mình chọn hai con quân nát hay lắm. Ôi tôi tự hào với tôi quá. Rồi bạn mình kinh không, thừa slot để thừa slot chứa cái gì. Cho thêm sự hỗ trợ con này vào dưới là vậy nhé. Là teo 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 à, ngày 1
con hai. Trời ơi cái này, vứt cái này ra, cho cái này vào. Bỏ ra 5 cân, cho con gai vào đây. Số thật của mình nó là như thế. School. Rồi ôi, thêm cái quả gai để chỗ này cho nó cấu máu khi mà nó nhai con này nữa thì dễ rồi, combo của combo nó tuyệt vời luôn. Ui sao là 4 viên lửa nó nhẹo rồi. Qua lửa một vàng, nói chung là cái linh dốc đấy thì mình chịu không nên lửa khó quá, đã thấy không chặt ở cái vũng bùi nữa nên là mình cũng khó. Oh shit, chơi gì lại nhở? Không biết nâng cấp như thế nào cả, không có đủ tiền nâng cấp ấy. Thế liều nhanh thế, vừa vào bứt tông một phát lên rồi. Lên được như vậy rồi. Mình sẽ phải sử dụng một cách chính đáng.
cái gỗ lên. Trời ơi. Ok. Đây, đua được. Đấy, đua món có này nó thoải mái này. Ơ. Vai này. Chả hiểu sao nó phải lên rồi. Còn hai trời ơi. Ôi. What? Cây cái xe nào. Bánh rồi. Nào bạn. Ôi chiều. Mất bánh ngay sợ lắm. Đấy. Hoàn hảo chưa. Ui. Đúng có lên rồi. Thật. Ghê liều thật cực quá. Cực quá thì chết rồi. Không có cái bình như đường dưới mà. Đường dưới phải an toàn. Ghê liều rồi. Lại mất bánh xe. Lại mất cặp bánh xe rồi. What? Tại sao? Ba lấy mình qua được rồi. Úi đồ bay sang rồi. Ôi mày khó thế. Thì bất chế. Ơ mẹ mình đố tao à? Mình không thể hiểu tại sao mình ban lấy mình có thể đi được đường dưới á. Mình sẽ mình sinh nhân phát đấy quá. Đấy, đường dưới chắc chắc. Nó nhìn trên đâu. Đi trên cái bốc đầu cái nào cái ngay các bạn. Được rồi. Đó, đẹp chưa? Không. Ôi, xong rồi, dậy rồi. Vâng, mình chuyển vào tựa game tiếp. Game ám sát. Trong này kiểu quái vật ấy. Dậy ngay. Yeah. Kích giờ no ammo, no ammo. Đấy rồi. Tung ammo với tao. Chịu ngay đấy. Đây.
thế. Ui giời ơi, không đỏ rồi, hơi đen. À, bán lên trên lần dưới ghét xót luôn. Bye.